Rồi em xin chào kênh Bonsai Thơ và em chào tới cô chú anh chị. Hôm nay em lên clip mai giảo Thủ Đức, giảo Ghiên, giảo Hột, từ Hột lên luôn. Cây thần phẩm cho Tết, cây thần chậu là mặt bông từ 7 đến 12 cánh, số lượng là rất là nhiều cô chú anh chị. Chương trình free ship em là bao ship miễn phí, bao ship toàn quốc luôn. Gỡ chậu ở xa, gỡ chậu qua ship cô chú anh chị, ở gần mới tặng luôn cái chậu. Cây mai thần chậu gỡ lên là không gớt miếng nào luôn đó. Rồi bước em đi cây tiếp theo là cây số 81. Đó, cây lùng lực. Như vậy luôn. Là nó đừng cứ ngắt cho nè. Là chương trình phía xếp mà làm bao sống cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây tới Tết mà cây nào chết cho cô chú anh chị mình trả cây lại, em trả tiền lại. Rồi, hoành thân là 19. Lùng lực, nụ nút là vô, nụ nó vô già nụ luôn nha cô chú anh chị. Trong cái nụ non nha. Rồi, chiều cao là 109. 8.000 một mét rưỡi. Cây mà số 81 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000. Miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 82. Đó, cành gì cứng khừ luôn. Bao bông đẹp cô chú anh chị mình luôn. Đó, cành chi quá trời cành chi. Mua này về trồng kéo sạc ra. Vậy năm sau bán cây mấy chục triệu luôn. Đó, em số lượng nhiều. Hoành em đo dưới mấy cái nhánh này hết trơn nghe chú chị là 26. Chưa môi môi này đẹp lắm á. Chiều cao 1m5. 8.000 1m5. Cây mã số 82 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Đó, em vườn quá trời nhiều nuôi nha. Nó khằng khằng là nụ nó vô chất lượng luôn. Nhưng mà cây này thì dễ chăm sóc. Này em nuôi y gan mày cổ. Rồi tiếp theo cây mã số 83. Nó lùng lực cái cưng luôn. Đó. Mai này nuôi nè, tóm vậy cũng như là muốn tự nhiên nó thiên nhiên, mai thiên nhiên luôn nè cô chú anh chị. Đó, không có dùng kích nhiều nên nó không có đẹp không. Rồi cô chú anh chị mình coi cái bông nè, nó thấy cưng ghê. Hai lớp cánh ha. Rồi, hai ba lớp luôn. Còn nụ nó vô nè, chùm chùm mà nụ vô tròn hết. Thì mấy cây mà thằng này nó sừng sừng gì là nó vô dữ lắm cô chú anh chị. Đó, về dễ chăm sóc lắm, bao sống của chú anh chị mình luôn. Chương trình phí ship em là bao ship miễn phí, gỡ chậu ship nha, ở xa thì gỡ chậu ship, ở gần tặng cái chậu. Để thấy cưng luôn. Giá cũng thấy cưng luôn. Rồi hoành 25, yếu một tí đến 24. Chiều cao là 137. 8.000 là 142. Cây mã số 83 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Nó thấy giá thấy cưng không? Giá là. Rồi, cây mã số 84. Đó, để gặt đẹp luôn. Đó, để tứ diện luôn. Lọt bít luôn. Này bự lên khích luôn. Đế này đế gừa. Đó, y gan như cây gừa. Quá trời luôn. Cây này đem về trồng nhiều năm ha, im lắm mà. Cái rễ bự ra cái là nó đương bít luôn. Rồi thông số luôn. Hoành thân là 22, yếu tính 21. Chiều cao 1m7. 8.000 1m7. Đó. Cây mã số 84 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000. Miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 85. Đó, lùng vực luôn. Cái cưng luôn. Gần bông của chú anh chị mình mua của em mà của chú anh chị mình yên tâm đi. Nó đạt 8-9% không. Bây giờ Tết em ra em lựa bông về bán á. Tại em mà chủ yếu là bông với tàn. Với gốc. Đó. Và chăm sóc á thì bình dân à, chứ không nung không kích gì hết.
tự nhiên à, lâu lâu rễ phân lần như có sâu xịt sâu chơi rồi đó. Nên cây này về dễ chăm sóc lắm, về chơi chơi 80 năm chưa chết cây mai nữa. Cây này lùng lực thấy cưng lắm nghe cô chú anh chị, lên tới đây vuốt nhỏ xíu, hoành thân ngay đây là trời chị là 24 ghê không, chiều cao 1m5, tán ngang 1m5 đó. Cây mã số 85 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000 đó, hoành 25 có 1.600.000 mà tặng cực kỳ luôn, không lép luôn. Rồi tới cây mã số 86 đó, cũng lùng lực nữa luôn, lùng lực nhiều nhiều đó, quá trời lá rồi. Vậy luôn rồi, thông số luôn. Rồi hoàn thân là 23 yếu tí tính 22, chiều cao là 1m5, tán ngang 1m5 đó. Cây mã số 86 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000, miễn có ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 87 đó, quá trời đẹp trai luôn nè, có cái bông gió nè, có bông gió nè, có bông gió bị lớn nè nè đó. Đó dùng này em nói thiệt 100% luôn nè, bên đây cũng có cây này gan nè, quá trời luôn. Bởi vì em nói em lựa bông tết em đi lại vườn là em lựa bông em mua mà đó, để đẹp luôn nè, nở ra tới cỡ này nè đó. Nhờ cái đế quá trời đế luôn, cái gì cũng đẹp, giá cả cũng đẹp luôn của chú anh chị. Hoàn thân 26, giá cả là ngon luôn, ngon như gái 18, chiều cao 1m5, tán ngang là 135 đó. Cây mã số 87 à, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000, miễn có ship toàn quốc luôn đó, hàng chuẩn bên bán giá hậu nghị cho cô chú anh chị mình chơi. Ồ, cái cây này đi để trong mát đây nè, mới đem vô mát đó. Coi chỗ mấy cái bông kìa, nó nói là phải có liền. Coi bông mà cô chú anh chị, chú coi 100 không? Đó, anh đưa chừng 7-4-5 cái ra đây cái nè. Đó, như vậy coi đúng 100 không? Đó, nè, bên đây nè. Nè, đó, đúng không? Đó, mà nủ coi nè, còn bao la không chưa? Đó. Bông gì mà nở ra cái thứ nào, hết cây cái thứ nào chịu nổi. Dàn bông là đỉnh của bông luôn á. Rồi thông số luôn, cái này hoành lớn à, chưa móc tới dưới nữa nè, móc tới dưới nó nở còn dữ nè. Hoành thân ngay đây là 27, để đo xích trên chút, xích trên chút là 25, để đo tính 25 đi. Chiều cao là 1m8, tán ngang là 1m5 đó. Cây mã số 88 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Bông ha là cái gì khúc cúc thọ hương vậy, mà cái cây gin nha cô chú anh chị, gin là từ hộp lên luôn đó. Mà dân bông lựa. Rồi cây mã số 89 đó, nụ vô ha, nó vô ruộng hết trơn, cục vậy. Nó nở bông là bông ấy ha, bằng cái miệng dùa. Lên cái nụ nào nụ nấy hết, trời ơi trời, chậu chó còn chết nữa. Rồi hoành thân ngay đây là 26 yếu tính 25 đó, căng cho đó luôn đó, 25 chiều cao là 1m7, tán ngang là 140. Cây mã số 89 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000,
Mỹ Quý Ship toàn quắc luôn. Đó. Rồi cái gì đây? Rồi tới cây ba số 90. Đó, cây 90. Đó, nụ ruộng 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 luôn. Nụ nào nụ nấy tròn vo luôn. Có đế luôn. Đó, đế lòi lòi luôn. Đó. Hoành thân ngay đây là 23. Chiều cao là 1m7. Tán ngang là 1m5. Cái nụ của em là nó vô gì nè cô chú anh chị, là nó vô nó vàng gì nè cô chú anh chị. Nè, nó vàng gì là nụ vô cả 3 tháng trước nè cô chú anh chị. Đó, gặp lạnh cỡ nào nó cũng không teo nổi hết. Rồi, cây mã số 90 này là em giao lưu với cô chú anh chị là 1.300.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi, tới cây mã số 91. Đó. Rất đẹp nè cô chú anh chị. Cao to luôn. Cái này bao của chú anh chị mình là bông là 8, 9, 12 luôn. Mà không gặp nở, nở dữ lắm mà nụ bự luôn. Có đế luôn. Đế quá trời đế luôn. Nè, nó u ra quá trời của chú anh chị. Rồi đó, trên đây luôn. Cái đó dữ bự dữ lắm luôn. Quành ở đây là 26, yếu tính 25. Đó, đó giữ luôn cũ kìa. Đó, cái cũ nó là 37. Trời. Chiều cao này là khoảng có 2m2. Tán ngang là 1m7. Đó. Cây mã số 91 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 3.500.000. Miễn ship toàn quốc luôn. Đó, ở miền Tây mua giá cả thương lượng luôn. Ghê luôn. Rồi, tới cây mã số 92. Đó. Lực luôn. Đang lực luôn. Ủa, nó nghiêng nghiêng kiểu đá nha. Ảnh ảnh ảnh. Hay đụng đụng cái ảnh ảnh nè. Có đế luôn nha cô chú anh chị. Cũng nè. Hoành thân là 23. Có cái bông gió gì đó. Đây nè, nè. Đó, ngay mặt á. Dưới kìa. Chiều cao là 140. Tán ngang là 1m5. Đó, cây mã số 92 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 93. Để nghe. Để tứ diện nghe. Để tứ diện. Quá trời phì luôn. Rồi nó ra đế ra dài lắm nha. Nè, cái đế nó là 90. Ghế ghế đụng ghế. Là 90. Rồi hoành thân ở đây là 27. Này, chiều cao là khoảng có 2m2. Tán ngang là 1m8. Đó. Cây mã số 93 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu. Đó, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi, tới cây 94 cũng đế nghe. Đó. Nó lưng lưng vậy ra nó sống bình thường đó cô chú anh chị, cậu chú cô chú anh chị mình tứ nước là nó sống nè. Đó. Quá trời cái cục đó nghe cô chú anh chị. Trời cái cục à. Cái cục này dữ lắm mấy cục này vô chúng. Đo thử cái cục này coi. Đo cái cục này. Đơn giản xương xương vậy thôi. Là 40. Chưa đo cái hoành thân. À hoành thân ở đây là 27, yếu một tí, tính 28. Có tính 26.
chiều cao là 1m7, 8 ngang là 1m5. Đó, cây mã số 94 này em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 1.900.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Đó, cây tươi xanh tốt đàng hoàng, cây thần chậu của cô chú anh chị. Rồi tới cây mã số 95 đó, đế nở đang cực kỳ luôn. Quá ú luôn, trời trời, đây nở dữ lắm rồi cô chú anh chị. Đó, lấy nở rồi đo cho mình luôn. Quan trắng ở đây là 28, vừa đúng luôn. Chiều cao là 1m7, 8 ngang là 140. Đó, cây mã số 95 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000, nếu có ship toàn quốc luôn. Rồi, cây mã số 96 đó, trọn do luôn, cành chi không à, không có lá, cành chi với nụ đó, mua về trồng để luôn, rễ luôn, rễ túa túa luôn đó, trên luôn. Hoàng thân ở đây là 22, chiều cao là 1m7, 8 ngang là 1m7. Đó, cái mã số 96 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi xong để ngoài đó đó. Ông ấy kéo qua đây đi, kéo mẹ đi. Lọt chưa? Lọt lọt đây cũng thấy không? Này tàn đẹp lắm nha. Đi hướng này nè, qua bến. Để luôn. Cái này đẹp lắm nghe cô chú anh chị, cành chi đóng từ dưới lên trên nha. Đình do nha, đế phì nha. Nè. Đó tốt trên này còn chị Quỳnh đây là 25 yếu tí đến 24. Đây này có mấy bông gió à. Nè 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 không nó bông gió lên thấy không? Bông gì vậy đó. Bông này là đặt một 150% luôn. Nè đó, nó kia chưa kia chứng. Chiều cao là 1m8, 8 ngang 1m5. Đó, cây đặt được chứng của chú anh chị. Cây 97 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.000.000 đó, miễn có ship toàn quốc luôn. Nụ nút là cô chú anh chị mình là bao luôn, cái bông ha, đặt tiêu chuẩn. Rồi tới cây mã số 98 đó, cây số 98 đó, cây này cũng giữ nghe, đế nghe, để tứ diện nghe, thêm có củ nữa nghe, cũng như là nở đít. Đít nở quá trời, cái đít nở này anh hai ơi, u nu cái đít nè, thấy cưng ghê không. Rồi, chỉnh rồi thông số luôn. Hoành thân là 24, nở dữ không có đo, nở dữ dữ lắm rồi chị. Chiều cao là 1m7, 8 ngang là 1m5. Đó, cái mã số 98 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.000.000, miễn có ship toàn quốc luôn. Gỡ chậu ship cho cô chú anh chị. Rồi tới cây 99 đó. Rồi lung lực, đít nở luôn, bông đặt tiêu chuẩn 5 sao luôn, chứ không phải khách sạn 5 sao nha anh. Nó có một chùm bông trên luôn đó anh đó. Tại thành nhiên thôi chứ cây quá đẹp nghe cô chú anh chị, thông số luôn. Hoành thân là 23, chiều cao là 1m5, 8 ngang 1m5. Nó cây mã số 99 em giao lưu với cô chú anh chị là mình là 1.600.000, miễn có ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 100 đó, cây này cực đỉnh nha. Đó, cành đều
cái rau rau mà đều mà để luôn đó. Ừ. Quá trời luôn nè, ta để nghe người có chuyện gì để nghe, để tứ khuyết nghe, tứ diện nghe, chà bá luôn, nở đít luôn. Rồi dục rồi, đít phì dục hoành thân ngay đây là 29 yếu tới 28. Chiều cao này là 2 mét mấy tính 2 mét. Tán ngang là 1m8. Đó. Cây mã số 100 này cũng là cây cuối clip, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu. Đó. Miễn có ship toàn quốc luôn, cũng là cuối clip. Em xin chào cô chú anh chị. À, hẹn gặp lại lần sau.